Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời của Chúa sẽ đem lại sức mạnh và cũng như đem lại một cái quyền năng để chúng ta được giải phóng ra khỏi tất cả những cái sự tối tăm và những cái sự lừa dối của ma quỷ. Một trong những cái điều mà ma quỷ ngày hôm nay lừa dối con người của chúng ta rất là lớn, không những ở tại Việt Nam nhưng mà hầu như ở khắp nơi trên thế giới, đó là chết, đó là hết. Quý bà chị em có bao giờ nghe cái điều này không? Trước khi chúng ta biết Chúa, chúng ta cũng đã từng nghe nói rằng là chết là hết, làm gì có sự sống sau cái chết, hoặc là chết rồi mình làm ma làm quỷ hoặc là làm cái hồ cách đảng gì đó, chứ làm gì mà có cái chuyện mà mình về thiên đàng hoặc là mình sống với Chúa. Và mỗi nền văn hóa họ đều có những cái sự giải thích khác nhau tùy theo cái phong tục, tập quán và tín ngưỡng khác nhau. Nhưng mà quý bà chị em ơi, chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời là chuẩn mực cho con người của chúng ta. Và Kinh Thánh chính là cuốn sách chỉ nam để chúng ta có thể tìm thấy được câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta. Và trong Kinh Thánh cũng có đưa ra những cái câu trả lời và rất là rõ ràng để chúng ta có thể biết được là sau khi chúng ta chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Chúa Giêsu ngày kể về một cái câu chuyện có thật về một người nhà giàu xấu nết và một người nhà nghèo tên là Lazaro. Và cái câu chuyện này buổi chiều nay tôi xin được phép đọc và cùng học với quý vị ở trong hội thánh tại đây để chúng ta sẽ tìm thấy được câu trả lời cho cái câu hỏi, đó là linh hồn con người sau khi chết sẽ đi về đâu. Xin mời quý vị mở ra với tôi trong sách Luca đoạn 16 từ câu 19 cho đến hết câu số 31. Và tôi xin được phép đọc lời của Chúa ở đây. Có một người nhà giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mìn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ, người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazaro trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazaro phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời cả đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Thưa quý bà chị em, ở đây Chúa Giêsu ngài đang kể về một câu chuyện có thật, một người nhà giàu và một người nhà nghèo tên là Lazaro. Hai nhân vật này là hai nhân vật có thật, đây không phải là một cái câu chuyện bị đặt hoặc là Chúa Giêsu ngài đang suy diễn. Và có một người nhà giàu, người này ăn mặc rất là sung sướng mỗi ngày, mặc áo tía, tức là áo màu đỏ điều, quý vị. Trong thời xa xưa thì áo màu điều và vải gai mìn đó là những cái loại vải rất là đắt tiền ngày hôm nay. Và chỉ có những người sang trọng quý tộc thì họ mới có thể có những cái bộ đồ giống như vậy. Và ăn ở thì rất là sung sướng, thừa mứa đến nỗi mà bánh từ trên bàn có thể rớt xuống và chó ăn no nê, quý mà chèm. Nhưng mà trái ngược lại với hình ảnh đó, đó là một người nhà nghèo tên là Lazaro, và người này nằm ngoài cửa người nhà giàu, mình đầy những ghẻ. Cái người nhà nghèo này ước ao rằng là những cái bánh mà rớt xuống từ trên bàn của người nhà giàu đó mình sẽ được ăn. Nhưng mà cái thánh nói rằng là người này cũng không thể ăn được, bởi vì không ai cho hết, mà chỉ có chó đến liếm ghẻ người này mà thôi. Quý mà chị em ơi, ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy được hai hình ảnh đối lập nhau, một người giàu và một người nghèo. Một người sung sướng xa hoa, dường như là có tất cả mọi thứ, nhưng mà người kia thì lại không có cái gì cả, vừa nghèo mà lại vừa ghẻ lỡ và dơ giấy như vậy.
Có thể chúng ta sẽ suy nghĩ một cái suy nghĩ rất là bình thường, đó là có lẽ cái người giàu kia đó ăn ở chắc tốt lắm, cho nên là số phận mới ưu đãi cho cái người đó như vậy. Hoặc là cái người mà theo bên Phật giáo họ sẽ nghĩ rằng là chắc là cái người nhà giàu đó là kiếp trước á ăn ở tốt lành lắm cho nên kiếp này mới được sung sướng như vậy. Còn cái người nhà nghèo kia có lẽ là ăn ở sao đó cho nên là người ta ghét bỏ, rồi không có con cháu nuôi cho nên là phải nằm ở ngoài cửa để mà xin ăn và gớm ghiếc như vậy. Và có thể chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về những cái suy nghĩ về hai con người này. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp ở trong câu 22, Kinh Thánh nói rằng là vả người nghèo chết và người giàu cũng chết, cả hai người giàu và nghèo cũng chết. Nhưng mà cái người nhà nghèo, quý mà chị em, người nhà nghèo này chết thì thiên sứ đem để vào lòng Abraham, còn người nhà giàu chết thì người ta đem chôn. Hai cuộc đời, hai số phận khác nhau quý mà chị em. Tưởng rằng là cái người nhà nghèo đó chết thì xuống địa ngục chứ, nhưng mà cái người nhà giàu kia lại là cái người không được thiên sứ rước đi và được để vào trong lòng Abraham, tức là Paradis, là vườn địa đàng. Nhưng mà chỉ có người nhà nghèo này được thiên sứ đem linh hồn của mình đặt vào lòng của Abraham, và người nhà nghèo này được ở trong thiên đàng. Như vậy đến đây chúng ta thấy được có một cái câu trả lời cho cái câu hỏi khi nãy, đó là chết có phải là hết hay không. Thì xin thưa rằng là chết vẫn chưa phải là hết, đúng không ạ? Ở đây Kinh Thánh nói rằng là có linh hồn của người nhà nghèo và linh hồn của người nhà giàu. Người nhà nghèo thì được vào trong Paradis, tức là vào trong thiên đàng, và được ở trong lòng của Abraham. Cái từ lòng Abraham tượng trưng cho nơi hiện diện của Chúa, nơi đó là nơi bình an, là nơi được phước và được yên nghỉ. Nhưng người nhà giàu ở trong câu 23 nói rằng là ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Ở đây chúng ta thấy được là người nhà giàu cũng chết và bị hình khổ nơi âm phủ. Kinh Thánh cho chúng ta thấy được là sau khi con người chúng ta tắt hơi thì không phải đợi là đến 49 ngày thì mới được siêu thoát, hoặc là mới linh hồn mới rời khỏi nhà, giống như là người ngoại đó quý mài chị em, họ cho rằng là sau khi mà chết đó, vừa mới tắt hơi đó là linh hồn ở đâu còn đâu lang thang vất vưởng ở trong nhà, cho nên là phải thổi kèn, phải đốt nhang, rồi phải làm rung bén lên để cho linh hồn đó cảm thấy yên tâm rằng là con cháu vẫn còn yêu quý mình, rồi sau đó linh hồn đó mới có thể được mấy cái gì con quỷ gì đó tới rước đi đem về âm phủ gặp Diêm Vương. Dạ, hắc bạch vô thường, đúng không ạ? Đó là cái suy nghĩ của người thế gian, họ không có lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy được lời của Chúa ở đây, chúng ta thấy rằng là người vừa mới chết, dù là giàu hay nghèo, thì ngay lập tức người đó sẽ thấy được cái nơi mình sẽ phải đến. Nếu người nào tin Chúa, có Chúa thì sẽ được vào thiên đàng. Ngay lập tức quý mài chen mở mắt ra, nhắm mắt ở trên đất này, nhưng mà mở mắt ra thì thấy là mình ở trong thiên đàng, chứ không phải đợi chờ bao nhiêu ngày đó mở cửa mã rồi mình mới được siêu thoát, rồi phải cúng, rồi phải đọc kinh, rồi phải thế này thế kia thì mình mới được siêu thoát. Ở trong cái Thánh nói với chúng ta rằng là tin Chúa là chúng ta sẽ được cứu rỗi, và linh hồn của chúng ta nó không bao giờ chết quý mài chị em. Nó chỉ có hai nơi đi đến, thứ nhất là thiên đàng và hai là địa ngục. Thiên đàng dành cho những người tin Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời, và địa ngục đó chính là nơi dành cho những người không chịu tin thờ Chúa Giêsu Christ và không chịu vâng theo lời của Đức Chúa Trời, và những người đó sẽ phải ở địa ngục cùng với quỷ sứ. Và cái Thánh nói với chúng ta là người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Vậy thì người giàu có phải chết cái là mê man không biết gì hết, nhưng mà người giàu này vẫn nhìn thấy, đúng không ạ? Vẫn có giác quan của mình để mà nhìn thấy được và nhận biết được luôn là đó là Abraham và kia là Lazarus. Như vậy thì người chết không phải là người ta bị mất trí, người ta không còn nhớ người thân của mình, nhưng mà người ta vẫn nhớ được những người thân quen. Và cái người giàu này còn kêu lên rằng nữa, tức là người đã chết rồi vẫn có thể nói chuyện được, đúng không ạ?
Ông nói gì ạ? Hỡi Abraham, tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Vậy thì linh hồn của người chết thì vẫn còn có thể nói chuyện được. Nhưng mà nói chuyện với ai quý ông bà chị em? Với người sống được không? Không, ở trong câu chuyện này đang nói với cái linh hồn của Abraham, đúng không ạ? Như vậy thì để chúng ta hiểu được cái câu chuyện này rõ hơn á quý ông bà chị em, đó là trước khi mà Chúa Giêsu ngày chịu chết thì âm phủ nó có hai nơi, một nơi là dành cho người tin Chúa và một nơi là dành cho người không tin Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng là hai người này cũng gọi là chết xuống âm phủ, nhưng mà cái người nhà nghèo này thì được ở trong cái chỗ paradis cùng với Abraham. Chỗ đó là chỗ vườn vui vẻ, gọi là paradis, vườn phước hạnh đó, dành cho những người tin nơi Chúa và có Chúa, nơi đó nơi bình an. Nhưng mà cái phần bên kia của âm phủ á, nó cách nhau bởi một cái vực sâu, không thể nào từ đây qua đó và từ đó qua đây được. Thì phần bên kia cũng là âm phủ, nhưng mà đó là nơi mà Chúa Ngài định sẵn cho ma quỷ và cũng như là những người không tin Chúa ở đó. Và người nhà giàu này đang ở trong cái chỗ dành cho những người không tin Chúa. Và điều lạ đó là quý mà chị em ơi, cái người nhà giàu này nói với Abraham sao? Quý mà chị em có phải là hỏi Abraham thánh ơi hay là tiên tri Abraham ơi không? Không, người này nói rằng sao? Hỡi Abraham tổ tôi ơi, xin thương lấy tôi. Tức là ông Abraham là tổ phụ của ông này trong phần xác đó. Bởi vì cái người giàu này là người Do Thái, và người Do Thái họ tin rằng là nếu họ là con cháu của Abraham, họ đi nhà hội mỗi tuần lễ, họ giữ theo các điều răn rồi các mạng lệnh luật pháp của Môi-se đó, thì họ sẽ được cứu. Nhưng mà lạ thay, đó là người giàu này nhìn thấy tổ phụ của mình là Abraham nhưng mà cũng không thể nào được cứu rỗi và phải ở trong cái nơi địa ngục như vậy. Thì chúng ta biết rằng là tin Chúa không phải là theo một cái tôn giáo, không phải là cái người mà xác thịt là người Giu-đa mới là người Giu-đa quý mà chị em, nhưng mà là người bề trong có đức tin nơi Chúa thì mới được gọi là người Giu-đa thật. Không phải là người Do Thái nào cũng được cứu, bởi vì cớ họ là con cháu của tổ phụ Abraham, nhưng mà chỉ có những ai có đức tin thật nơi Chúa Giêsu và làm theo lời của Chúa thì người đó mới được cứu. Cũng vậy, không phải là trong một cái nhà thờ Tin Lành mà hàng ngàn người đi nhóm mỗi Chủ Nhật, không phải tất cả đều được cứu đâu quý mài chứ. Không phải tất cả mọi người mà đi cứ đến đây cứ mở miệng ra Chúa để được cứu đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được là lý do tại sao mà người giàu đó lại chết mà không được cứu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong câu số 27 cho đi đó, thì cái người nhà giàu này nói rằng là tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cho tôi, vì tôi có 5 anh em đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻ họ cũng xuống nơi đứng này chăng? Abraham trả lời rằng là chúng nó đã có Môi-se và đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời cái đấng tiên tri ấy. Người giàu nói rằng là thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sang năng. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái người nhà giàu này đã chết rồi mà còn cứng đầu cứng cổ cãi lại với tổ phụ của mình là Abraham là không phải vậy đâu. Quý vị thấy ông này cũng ngon không? Quá ngon luôn đúng không? Chắc là lúc ông còn sống ông là con ông với cha vậy đó, cho nên là dám cãi. Chết rồi mà còn cứng đầu đúng không? Nói là không phải vậy đâu. Tức là ông này ổng có một cái tấm lòng không có chấp nhận đường lối của Chúa, không chấp nhận theo lời của Đức Chúa Trời quý mài cho em. Đã chết lửa đốt như vậy đó, đau đớn lắm, mà cũng không chấp nhận cái cách của Abraham đưa ra, đó là phải nghe theo Môi-se và đấng tiên tri thì mới được cứu rỗi. Thì cái người giàu này không chấp nhận cái điều đó. Ông nhất quyết rằng là phải cho Lazarus sống lại, rồi Lazarus đến nhà báo tin cho các anh em của ông ấy thì ông ấy mới chịu. Thì chúng ta thấy rằng là cái người giàu này không phải là bởi vì cớ không biết Chúa hoặc là không tin Chúa, nhưng mà người giàu này có một cái tấm lòng rất là ngoan cố và cố chấp, không chịu lắng nghe lời của Abraham là tổ phụ của mình.
Và chúng ta thấy rằng là để được cứu rỗi đó quý mà chị em, chúng ta cần phải nghe và tin theo lời của Chúa. Chúng ta phải làm theo lời của Chúa quý mà chị em, chứ không phải chỉ là chúng ta đi nhà thờ rồi chúng ta nghe rồi chúng ta bỏ ngoài tai. Và Chúa nói rằng là ai mà nghe mà không làm theo đó thì sẽ không được phước, đúng không ạ? Và sẽ không có nhận được bất cứ một cái phước hạnh nào, một cái quyền năng nào từ trong lời của Chúa cả. Và người đó đang lừa dối mình. Ở trong Gia-cơ đoạn số 1 câu số 20, câu số 22: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vậy thì chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa nữa quý mà chị em, không phải chỉ nghe mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải làm theo lời của Chúa. Người nhà giàu này vẫn còn nhận thức được những người xung quanh mình, và vẫn còn có trí nhớ rằng là mình còn có 5 anh em còn đang sống ở trên dương gian. Và người giàu này muốn mình được mát cái lưỡi nhưng mà cũng không được. Người giàu này muốn cho các anh em của mình là 5 người còn sống ở trên dương gian đó, 5 người đó sẽ không đi đến hồ lửa giống như mình. Và cái người nhà giàu này chắc có lẽ khi còn sống là nhiều tiền nhiều bạc hay sai khiến người này kia quen rồi, cho nên là cũng sai luôn cả Abraham luôn, là bây giờ ông hãy khiến cho Lazarus về nhà báo cho các anh em của tôi là ở đây nó khủng khiếp lắm, đừng có mà xuống đây. Nhưng mà Abraham nói sao? Bây giờ nếu mà không chịu nghe Môi-se và đứng tiên tri thì không thể nào có con đường khác được. Vậy thì người chết họ vẫn có lý trí, họ vẫn còn có bộ nhớ của họ, đúng không? Vẫn còn có cái ký ức của họ. Họ không phải là quên hết, nhưng mà họ vẫn còn nhớ được người nhà, người thân của mình. Nhưng mà mình có thể nói chuyện được với người chết không? Không, chắc chắn là không. Rồi chúng ta xem nha, ở trong sách Gióp đoạn số và Gióp đoạn số 7 Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là người đã chết thì có được trở về nhà của mình hay không nha. Câu 9 cho đến câu 10: mây tan ra và đi mất thế nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thấy, họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ sở người chẳng còn biết người. Ở đây Kinh Thánh nói rõ với chúng ta rằng là người chết đã xuống âm phủ rồi không hề trở lên, giống như là mây ở trên trời mà nó tan rồi là nó không còn có thể tập trung lại giống như hình dạng như lúc bắt đầu nữa. Thì cũng vậy, linh hồn của một người đã chết rồi thì họ sẽ không bao giờ trở về nhà của mình được, và xứ sở của người cũng chẳng còn biết người. Như vậy thì không có một cái chuyện đó là người đã chết họ về báo mộng hoặc là liên lạc được với người thân ở tại nhà của mình nữa. Ở đây có thể quý vị sẽ suy nghĩ rằng là thế tại sao mà có những trường hợp đó là người vừa mới chết đó, họ báo mộng cho người thân của họ rằng là tôi vừa mới chết hay gì đó. Quý vị có bao giờ nghe cái chuyện đó không? Tức là nhiều khi mình không có biết cái tin gì của người kia hết, nhưng mà tối hôm nay tôi giả sử tối cái mình mơ mình thấy cái người đó báo mộng là mình đã chết rồi, tôi đã chết rồi, thế là sáng hôm sau cái mình nhận cái tin nhắn đó là cái người đó đã chết. Và rất là có nhiều cái trường hợp nó xảy ra giống như vậy. Chúng ta hiểu được một điều rằng là ma quỷ nó là cha của sự nói dối, và nó là trùm, là chúa của sự nói dối luôn quý vị. Nó có thể tạo ra rất là nhiều cái điều giả dối để khiến cho con người của chúng ta tin rằng là con người mình chết rồi, có thể đi đây đi đó để mà ban phước giáng họa, hoặc là vẫn còn liên lạc được ở trong thế giới tâm linh. Nhưng mà thực tế thì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là đã chết rồi là ngay lập tức có thiên sứ đến. Ví dụ người tin Chúa đã chết thì có thiên sứ đem để vào trong lòng Abraham, tức là vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Còn người mà không có Chúa thì thiên sứ tới rước, đúng không quý mà chị em? Không, xe đầu rồng tới rước, đúng không? Có ma quỷ tới rước, bởi vì có người đó xuống âm phủ mà không cần phải thiên sứ, có ma quỷ tới rước luôn. Tôi đã từng nghe rất là nhiều cái lời làm chứng của những người họ đối diện với cửa tử,
mà họ không tin Chúa đó quý vị. Họ sợ lắm. Có người thậm chí la lên: ôi ma không, quỷ không, bảy ơi mở kinh Phật lên cho tao nghe, nông thôi nên có bắt tao. Và có rất là nhiều người họ trước khi chết họ thấy ma thấy quỷ quý mà cha. Họ phải làm mọi cách để trấn an linh hồn của mình. Và làm sao đó, người thì bên Phật đó, thì họ mở kinh Phật lên, rồi người bên cao đài thì họ mở kinh cao đài lên. Mỗi người, mỗi tôn giáo chúng ta đều có những cách để trấn an chính mình. Nhưng quý bà chị em ơi, đứng trước lời của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người ở trên thế giới này, thì chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền để cứu rỗi linh hồn của chúng ta mà thôi. Chỉ có Ngài mới là đấng có thể tha thứ tội lỗi và cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự chết mà thôi. Không có tôn giáo nào, không có bất cứ một cái niềm tin tín ngưỡng nào để mang lại cái sự siêu thoát và cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta được. Ở đây cái câu chuyện này chúng ta thấy được là chỉ có sự hướng dẫn của Abraham, tức là người đại diện cho Đức Chúa Trời ở trên đất này. Ông đã nói rằng là phải tin nơi Môi-se và các đấng tiên tri thì con người còn sống á, những người còn sống á mới có thể thoát được địa ngục. Và chúng ta xem Môi-se đã nói điều gì ở trong các sách của ông. Ở trong sách Văn, Văn đoạn số 5, Văn đoạn số 5 câu số 46: vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Và câu 39 nói rằng là các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Vậy thì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Môi-se đã làm chứng về Chúa Giê-xu. Trong những lời mà Môi-se đã chép ra thì Môi-se đã làm chứng về Chúa Giê-xu. Và ai tin nơi Chúa Giê-xu Christ thì người đó sẽ được cứu rỗi. Ở trong Văn đoạn 3 câu số 16 thì chép rằng là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu 36 chép rằng là ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Kinh Thánh nói rõ với chúng ta rằng là chỉ có đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới được tội được tha, linh hồn được cứu. Còn ngoài Chúa ra chúng ta chẳng có bất cứ một cái sự cứu rỗi nào khác, đã quý mà chèm. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 4 câu 12 chép rằng là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho là người để chúng ta phải như đó mà được cứu. Đã quý vị có thể thấy tôi chứng dẫn Kinh Thánh mà tôi có thể đọc thuộc lòng như vậy là bởi vì có từ bé đó, năm mà 13, 14 tuổi thôi là tôi đã học những câu Kinh Thánh đó rồi. Cho đến bây giờ tôi không bao giờ tôi quên, có thể là sai sót một vài chữ thôi nhưng mà nó không bao giờ nó quên đi ở trong tâm trí của tôi. Cho nên tôi khích lệ quý mài cho em chúng ta hãy học thuộc lòng Kinh Thánh. Trong mùa Giáng sinh này chúng ta cố gắng chúng ta học Kinh Thánh để chúng ta được tham dự chương trình thi đấu Kinh Thánh Giáng sinh. Hiện tại thì quỹ của Thánh của chúng ta đang là ở con số âm đúng không ạ? Không biết là có mạnh thường quân nào sẵn sàng để hỗ trợ chương trình học Kinh Thánh của chúng ta hay không? Nhưng mà tôi tin rằng là khi quý vị chúng ta yêu mến Chúa, học lời của Chúa và chúng ta có cái phần thi tốt thì chắc chắn sẽ có phần quà dành cho quý mài cho em. Tôi cũng không biết là quà nó sẽ đến như thế nào nhưng mà tôi tin rằng là Đức Chúa Trời có cách để ban thưởng cho đức tin của anh chị em. Amen không ạ? Lời của Chúa còn quý giá hơn bất cứ một cái phần thưởng nào từ con người nữa quý mài cho em. Hội Thánh chỉ có phần khích lệ nhưng mà chúng ta tin rằng là khi chúng ta học thuộc lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ đem lại phước hạnh cho tâm linh của chúng ta. Cách đây vài tuần trước thì có một em gái này cũng học Kinh Thánh với tôi trước đây. Sau một thời gian thì ba của em gái này qua đời. Và em này buồn bã nói với tôi rằng: mục sư ơi, bây giờ ba em đã qua đời rồi, em cảm thấy buồn nhớ ba em quá. Không biết là ba em không tin Chúa thì bây giờ ba em chết rồi, linh hồn ba em đang ở đâu? Rồi em có thể nói chuyện được với linh hồn ba em hay không? Không biết là em nói rồi ba em ở đó, ông có nghe không? Và thế là tôi bắt đầu tôi phải giải thích cắt nghĩa cho em hiểu rằng là linh hồn của một người đã chết rồi thì không có còn ở trong dương gian, không còn ở trong gia đình của mình nữa. Mình có nói chăng nữa thì họ cũng không bao giờ nghe. Không bao giờ nghe được cả quý mài cha. Và nếu một người có Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa đời sống mình thì
ngay lập tức mặc định luôn là linh hồn đó sẽ được vào thiên đàng với Chúa. Còn nếu mà không có Chúa thì ngay lập tức linh hồn sẽ vào trong địa ngục, theo như ở trong cái câu chuyện này Luca đoạn 16. Người nhà giàu đau đớn lắm, nhưng mà không thể thoát ra được. Quý mà cho em không thể thoát ra được, bởi vì có cái số phận đã như vậy rồi. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 27, Hebrew đoạn 9 câu 27 thì nói rằng là theo như định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh nói rất là rõ về cái sinh mệnh của con người chúng ta. Không phải là chúng ta sống hai lần mà chết hai lần được đâu quý mài cho em, nhưng mà chỉ có thể sống được một lần và chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Ai tin Chúa thì linh hồn của đó sẽ được vào thiên đàng, còn ai không tin Chúa thì chẳng thấy sự sống đâu, tức là không thấy sự sống ở trong thiên đàng gì hết, nhưng mà chỉ thấy có sự chết và thành nộ của Đức Chúa Trời ở trong hồ lửa mà thôi. Cho nên Kinh Thánh nói với chúng ta rất rõ là không có sự siêu thoát hoặc là đầu thai qua kiếp khác. Ngày hôm nay tôi thấy lạ là có những thanh niên cũng tin rằng là mình chết rồi có thể rằng là nếu mình sống tốt á thì mình sẽ đầu thai sang một kiếp khác, hoặc là ước ao rằng là kiếp này mình không có thể có nhau được thì thôi thì để kiếp sau đi mình sẽ gặp nhau, rồi mình sẽ yêu nhau, mình sẽ nên duyên vợ chồng. Quý mà cho em ơi, những cái chuyện này thì nghe có vẻ rất là lãng mạn, rất là thơ, nhưng mà thực tế nó không có bao giờ, không bao giờ có chuyện đó cả. Bởi vì chết thật sự là hết đó quý mài chèm. Chết mà không có Chúa đó là hết đó quý mài chèm. Là không bao giờ có cái chuyện mà chúng ta sẽ được đầu thai rồi chúng ta sẽ được tiếp tục sống trên cõi dương gian này một lần nữa. Nhưng mà nếu chúng ta biết khôn, chúng ta còn sống, chúng ta nhận biết Chúa, kính sợ Chúa và thờ phượng Chúa thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ sang một cái trang sử mới. Chúng ta sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ trở thành những công nương hoàng tử của Chúa. Cho dẫu cuộc sống chúng ta ở trên đất này nó nghèo khổ, nó rớt mồng tơi giống như Lazarus ở đây, khổ lắm, ước ao ăn được một ổ mì ở trên bàn của người giàu thôi mà cũng không được quý bà chị. Tôi không biết ở trong hội thánh của mình có ai đã từng rơi vào trong hoàn cảnh của Lazarus không? Có những khi đó quý vị, mình thấy người ta ăn mình cũng thèm, cũng có, chúng ta cũng có đúng không ạ? Nhưng mà không đến nổi giống như người nhà giàu, người nhà nghèo ở đây. Dạ, người nhà nghèo ở đây là quá khổ luôn. Vừa đói mà vừa bị ghẻ lở khắp người đó quý mài chàng. Ở đây Chúa dạy cho tôi một điều rằng là có thể ở trên đất này con người không nhận ra chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy sống làm sao để thiên đàng nhận biết chúng ta. Đó là điều quan trọng nhất, đó là điều cốt lõi nhất quý bà cha. Có thể ở trên đất này chúng ta sống nghèo khổ, chúng ta không có phải là những người đầy đủ và có điều kiện giống như những người khác, nhưng mà nếu thiên đàng nhận biết chúng ta thì chúng ta vẫn là người có phước. Nhưng mà có những người họ dường như là giàu có và đầy đủ mọi sự đó, đi đâu ai cũng vỗ tay, ai cũng tiếp hết, bởi vì giàu mà, cho nên là mình nhiều khi mình đón người đó tử tế là mình cũng được bo. Nhưng mà những người đó Chúa không biết, thiên đàng không biết đó lần nào hết. Quý ông bà cho em muốn biết thiên đàng nhận biết mình không, hay là quý vị muốn sống cho người ta biết mình là ai thôi? Nếu muốn thiên đàng nhận biết quý ông bà cho em, quý vị cần phải tin Chúa Giêsu Christ và làm theo lời của Chúa, thiên đàng sẽ nhận biết quý vị. Chứ không phải chỉ là đi nhà thờ hoặc là giữ theo một cái hình thức tôn giáo nào đó. Có những người, ngay cả tôi đúng quý vị, nhiều khi đạo dòng đúng quý vị, tôi cứ suy nghĩ một điều rằng là bà của mình, bà ngoại của mình là Công giáo, rồi mẹ của mình cũng là Công giáo, rồi mình được sinh ra là mình là gốc Công giáo, và mình tự hào mình là đạo dòng, mình biết Chúa từ bé. Đi nhà thờ, mai mòn ghế nhà thờ từ khi 1 tuổi cho đến khi mà 11 tuổi luôn, không biết gì về Chúa hết, không biết cầu nguyện, không biết mình có cái gì ở trong Chúa Giêsu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đến năm 11 tuổi thì tôi được Chúa ngày cảm hóa và chuyển đức tin qua tin lành và biết được lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Cuộc đời tôi được bước sang một trang sử mới quý mài cha. Tôi không còn là một người chỉ là giữ lễ mà thôi, nhưng mà tôi cũng là một người thờ phượng Đức Chúa Trời và tham dự vào trong những cái buổi nhóm mang tính chất lễ nghi và thờ phượng Đức Chúa Trời. Trước giờ tôi chỉ là đi xem lễ thôi,
Chắc có lẽ ở đây Thảo cũng hiểu được cái từ xem lễ như thế nào đúng không? Nhiều khi là mình đứng ở ngoài nhà thờ, mình chỉ nghe cha giảng ở trong thôi chứ không có biết được cái chữ nào hết đó. Tệ hơn nữa có những anh thanh niên đứng ngoài cổng nhà thờ xong rồi lấy điếu thuốc ba số cầm hút. Mà cha mà giảng cái chỗ nào nghe hay quá, amen, cái thả phó phối không. Và khi mà cha chúc phước, chú ở cùng anh chị em ở đây, bà ơi cùng cha, xong cái xách xe đi nhậu, xách xe đi nhảy đầm. Đây là thực tế đó quý mời chị em, thực tế. Tôi không phải là mình nhạo báng hoặc là mình chỉ trích bất cứ một cái tôn giáo nào hết. Nhưng mà tôi đang nói về một cái điều mà ngay cả chính bản thân tôi trước đây cũng đã từng làm. Đó là mình cần phải chân thành với những gì mà mình đang làm ở trong nhà của Chúa quý mời chị em. Đã đến nhà Chúa là phải thờ phượng Chúa thật sự kính kiền và thật sự hết lòng. Chứ không thể nào mà chúng ta chỉ giữ hình thức bên ngoài qua loa và chiếu lệ để rồi đến cuối cùng Chúa ngài hỏi rằng là con nhóm sao mà ta không biết con. Quý vị có biết rằng là đến cuối cùng Chúa ngài sẽ gặp chúng ta và Chúa nói ủa sao con lạ vậy, sao ta không biết con. Quý vị xem cùng với tôi nha, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 Ma-thi-ơ đoạn 7 câu số 21 cho đến 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ở đây Chúa nói rằng là trong ngày cuối cùng có những người đến nói Chúa ơi con đi nhà thờ trung tín kính kiền lắm, mỗi ngày chủ nhật con đều đến nhà thờ Chúa con rồi trung tín lắm. Nhưng mà Chúa nói sao? Hơi kể làm vậy, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Nếu mà chúng ta thấy ai đó mà bị cái tình trạng này, chúng ta đau lòng lắm quý mài chị em, đúng không ạ? Cả cuộc đời đi nhà thờ đến cuối cùng gặp Chúa, Chúa nói hơi kể làm vậy, ta chẳng biết các ngươi bao giờ hết. Như vậy những người này đã phạm tội gì mà khiến cho họ bị nặng như vậy quý mài chị em? Chúng ta thấy câu 21 nói với chúng ta rằng là nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Như vậy thì làm theo ý muốn của Chúa mới được vào thiên đàng. Chứ không phải là chúng ta làm theo cái tôn giáo hình thức bên ngoài rồi tấm lòng của chúng ta chẳng có gì với Chúa hết. Quý mà cho em cần phải phân biệt rõ được tin Chúa bằng tất cả linh hồn của chúng ta với tin Chúa bằng mô miếng này. Và chúng ta cần phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Tôi cũng thường hay đọc cái phân đoạn thánh này và tôi nhắc nhở chính mình rằng lạy Chúa con muốn được vào thiên đàng. Chứ con không chỉ muốn là mọi người biết con, nhưng mà đến cuối cùng con gặp Chúa thì Chúa lại nói rằng là ta không biết con. Quý mà chị em ơi, nơi thế giới này 7 tỷ người biết chúng ta mà Chúa không biết chúng ta thì khốn khổ chúng ta lắm đúng không quý mà chị em? Giống như cái người giàu vậy đó, sống cuộc đời nhung lụa xa hoa, cả cái khu vực đó ai cũng biết đến ông hết, nhưng mà đến cuối cùng thì phải chịu đốt và chết đau khổ ở trong hồ lửa như vậy. Thật sự đây là một sứ điệp để tỉnh thức chúng ta, không phải đe dọa hoặc là để chúng ta cảm thấy hoang mang hơn. Tôi biết ở trong hội thánh tại đây 100% chúng ta là người tin Chúa thật. Chúng ta tin Chúa thật và chúng ta có tấm lòng rất là yêu mến Chúa. Tôi biết điều đó. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ điều này để lưu giữ ở trên Internet, để cho tất cả con cái Chúa chúng ta nếu ở những nơi khác chúng ta theo dõi, chúng ta cũng phải biết một điều rằng là chúng ta đã tin Chúa, chúng ta cần phải luôn giữ đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng. Chứ đừng có tin Chúa nữa rồi, tin Chúa nửa chừng rồi bỏ. Bởi vì nếu mà tin Chúa nửa chừng rồi bỏ đó quý mà cho em, thì chúng ta sẽ không vào được thiên đàng đâu. Chúng ta xem nha, ở trong sách Hebrew Hebrew có nói về điều kiện để chúng ta được cứu như thế này. Ở trong sách Hebrew đoạn số 3, Hebrew đoạn số 3 câu số 14. Vì chúng ta đã được dự phần với Đức Christ
miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho đến khi nào quý mài cho em cho vững bền, đến cái lúc mà chúng ta tắt hơi thở trên đất này mà chúng ta còn giữ đức tin của chúng ta như lúc ban đầu đó quý vị, thì chúng ta sẽ được dự phần của Đức Christ. Và trong Khải Huyền đoạn số 2 câu 10 chép rằng là khá giữ trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho ngươi mã chủ thiên của sự sống. Vậy thì tin Chúa là phải tin cho đến cuối cùng, chứ đừng tin Chúa nửa vời quý mài cha. Và tin Chúa đến cuối cùng đó thì chúng ta sẽ phải trả giá rất là nhiều. Khi nãy lúc 3 giờ kém thì tôi chuẩn bị đến hội thánh, thình lình thì thấy trời mây đen âm u kéo đến. Tôi nói đúng là một cái thử thách, không phải dành cho mình nhưng mà dành cho tất cả con cái Chúa luôn. Sao không mưa lúc 2 rưỡi hoặc là 2 giờ đi, mà đúng ngay lúc 3 giờ, gần 3 giờ là mưa rào xuống. Và thế là tôi cũng ráng tôi chờ để cho mưa nó có thể nó sẽ nhẹ bớt đi, nhẹ hạt đi. Mưa kéo dài tới 3 giờ 20 luôn quý vị, nó vẫn không bớt luôn. Thế là tôi quyết định thôi, bây giờ mặc áo mưa vô. Tại cổ họng của tôi hôm nay nó cũng không được tốt lắm, sáng giờ nó cứ bị nóng nóng, tôi cảm thấy trong người không được khỏe. Tôi ngại mưa, chứ còn nếu bình thường tôi khỏe là tôi đi rồi. Chờ hoài không thấy nó bớt mưa, thế là mặc áo mưa vô, phóng xe đi luôn. Tôi suy nghĩ trong lòng, không biết đó là có khi nào mà mình đi một chút đó là trời hết mưa không. Mà thì quý vị, vừa mới đi ra cây xăng ngay gần nhà tôi khoảng chừng một cây số thôi, tôi thấy đường phố nó không có một giọt mưa luôn. Mà trong khi đó là sau lưng của tôi đó, mưa rào xuống quá chừng luôn. Tôi nói rồi, kiểu này là thằng Satan nó làm. Dạ không, nó chỉ mưa là từ lúc 3 giờ kém 15 rồi. Để thử lòng của chúng ta như thế nào với Chúa. Nhưng mà khi mà chúng ta quyết định, chúng ta bước đi, chúng ta quyết định trả giá, chắc chắn sẽ có phép lạ xảy ra quý mài cha. Cảm ơn Chúa, hôm nay tôi thấy hội thánh của Chúa cũng khá là đông đủ. Dạ, thiếu Mr. Phú thôi, nhưng không sao. Dạ, Chúa ban phước cho anh Phú, bởi vì anh ấy cũng đang theo dõi lời Chúa từ xa cùng với chúng tôi, cùng với chúng ta qua internet. Dạ, xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta là những người trung tín theo Chúa. Chúng ta dù là có bận rộn như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng cố gắng để chúng ta nhóm lại và thờ phượng Chúa qua internet với hội thánh. Có những anh chị em chúng ta vì cớ công việc thì chúng ta hãy nhớ đến Chúa quý mài cha. Có những người nhắn tin cho tôi nói rằng là dẫu rằng em chưa có gặp mục sư nhưng mà em nghe những bài giảng của mục sư ở trên mạng và em rất là được phước và họ rất là quý bởi vì cớ họ nghe lời của Chúa. Và đó là những người ở trong các hội thánh khác quý mời cha. Tôi ước ao rằng trong hội thánh Ngũ Tuần Rema của chúng ta cũng sẽ có những con cái Chúa yêu mến lời Chúa giống như vậy. Sao vậy em, tôi đang giảng mà em lại mở cái livestream bán hàng là sao em? Hello mọi người hả? Cân mai. Ước gì có người nào đó cũng cấn máy mở lên nghe lời Chúa, mục sư Trương Tấn đang rao giảng lời Chúa, tuyệt vời quá. Cảm ơn Chúa. Vậy thì chúng ta trở lại với câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là ông người nhà giàu ở trong cái câu chuyện này đã mất đi cái cơ hội để được vào trong thiên đàng cùng với Lazarus. Không phải là Đức Chúa Trời ngài thiên vị Lazarus bởi vì có người đó nghèo cho nên Chúa cho vào trong thiên đàng, còn cái người giàu này vì có giàu quá cho nên là Chúa cho xuống địa ngục. Không phải như vậy, nhưng bởi vì có người giàu này đã không chịu làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự hướng dẫn của Abraham quý mài cha. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần hãy chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để chúng ta có thể nên đón Chúa bất cứ lúc nào trong đời sống của mình. Có nhiều người nói rằng là có lẽ Chúa ngài sẽ tái lâm trong năm tới hoặc là 5 năm tới, 10 năm tới. Nhưng mà tôi thiết nghĩ như thế này, cái sự tái lâm của Chúa nó có thể đến bất ngờ trên đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Đúng,
chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta trên đất này rất là mong manh quý mà chị em. Có những người tôi mới gặp họ năm trước đó, mà năm nay tôi không thể gặp họ được. Không phải là những người lớn tuổi đâu quý mà chị em, mà đó là những người thanh niên trẻ. Cách đây vài ngày trước thì tôi lướt Facebook và tôi tình cờ tôi đọc được một cái bài post của những anh em con cái Chúa ở bên Malaysia đăng hình một cô gái rất là trẻ đẹp và ghi rằng là tiếc quá, bây giờ chị không còn gặp thấy em nữa. Cái cô gái trên hình chỉ có khoảng chừng tầm 35 mấy tuổi thôi quý mời chị em. Một buổi sáng đi làm và vừa mới bước qua khỏi cái cổng bảo vệ vào trong công ty thôi thì cái người nữ này gục xuống đất và tắt hơi ngay lập tức quý mời chị em. Thì khi mà bác sĩ đến, xe cứu đến thì đã thấy cô này tắt thở rồi và phát hiện rằng là cô này bị cái gì tim á, dạ, bị nhồi máu cơ tim, dạ, ngay lập tức luôn chết và không kịp tranh trối với ai hết. Và cô gái này là con cái Chúa, cảm ơn Chúa là linh hồn đó được về thiên đàng với Chúa. Nhưng qua điều này tôi được thức tỉnh rất là nhiều quý mài chen. Đôi khi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn khỏe, chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi vẫn còn có nhiều thời gian, cơ hội lắm để tôi có thể làm việc này việc kia. Nhưng mà hãy khôn ngoan nói với sứ đồ Gia Cơ rằng là nếu mà Chúa muốn và tôi còn sống thì tôi sẽ làm việc này việc kia. Amen. Đừng có nghĩ rằng là cuộc đời mình còn dài quý mài chị em, nhưng mà hãy khôn ngoan để chúng ta luôn luôn sống làm thầy muốn của Chúa. Qua sứ điệp này tôi ước ao rằng anh chị em buổi tối hôm nay, nhất là những người trẻ, buổi tối hôm nay chúng ta hãy về suy gẫm ở trước lời của Chúa rằng là liệu có điều gì mà Chúa muốn con làm theo ý muốn của Chúa mà con vẫn chưa làm cho đến bây giờ hay không. Anh chị em ơi, hãy chân thành với Chúa và hãy tự hỏi chính mình, có cái điều gì mà Chúa muốn con làm mà con vẫn chưa làm hay không? Bởi vì con là người tin Chúa và con muốn làm vui lòng Chúa. Và khi anh chị em chúng ta hỏi một cách chân thành ở trong sự suy gẫm và trong sự tỉnh nguyện, chắc chắn Chúa Thánh Linh sẽ cho anh chị em biết được cái câu trả lời của Ngài. Đừng sống giống như người giàu anh chị em, đừng sống giống như người giàu. Cứ sống bất chấp ngày mai, không cần biết được linh hồn của mình đang đi vào đâu cả. Và cái người này cứ nghĩ rằng là ôi tôi có đạo mà, tôi là có tổ phụ Abraham, là người đầy dẫy đức tin tin kính. Không anh chị em ơi, linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội linh hồn đó chết. Hồn ai nấy giữ anh chị em. Không phải là chúng ta được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa là chúng ta dĩ nhiên là chúng ta là con cái Chúa. Nếu cha mẹ chúng ta là người tin kính Chúa mà chúng ta vẫn chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình, anh chị em ơi, để chúng ta được cứu rỗi thì không nghĩa là chúng ta cứ vào trong nhà thờ, chúng ta đi nhóm nhà thờ với họ, nhưng mà chúng ta cần phải quỳ gối lên và tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống cá nhân của mình thì mình sẽ được cứu cùng với cha mẹ và gia đình của chúng ta. Ông mục sư Billy Graham có một đứa con trai tên là Franklin Graham. Và ông Franklin Graham ngày hôm nay ông cũng đã lớn tuổi rồi. Ông đang tiếp nối cái chương trình truyền giảng của cha mình là mục sư Billy Graham. Rất được ơn và được kết quả. Năm sau thì ông mục sư Franklin Graham sẽ đến tại Việt Nam để mà truyền giảng cho buổi truyền giảng hàng ngàn người ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thánh của chúng ta cũng đang chuẩn bị cho cái chương trình này và đóng góp một phần ở trong cái sự chuẩn bị cho kế hoạch đó. Nhưng mà ông đã kể một cái câu chuyện như thế này. Đó là một ngày kia ông đối diện với Chúa và ông suy gẫm. Chúa nói với ông ấy rằng là con cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Ông ngạc nhiên, ông nói ủa, ba con là mục sư nổi tiếng đem hàng triệu người trở lại với Chúa. Nhưng mà Chúa nói là sao? Con cần phải tiếp nhận ta một cách cá nhân. Bởi vì không phải là con ngủ ở trong cái gara xe hơi thì con trở thành cái xe hơi. Con có thể mỗi tuần, mỗi ngày Chủ nhật con vào trong nhà thờ, con thờ phượng Chúa cùng với ba mẹ con, thì không có nghĩa rằng là con trở thành con cái của Chúa. Con cần phải tin nhận ta và tiếp nhận ta làm cứu Chúa đời sống mình thì con mới trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và thế là ông đã bằng lòng, ông quỳ gối, ông tiếp nhận Chúa một cách chân thành, một cách cá nhân, và ông được trở thành con cái của Chúa. Quý mà cho em có hiểu cái điều mà tôi chia sẻ không? Không phải chúng ta ngủ bên cạnh cái xe hơi là chúng ta là xe hơi. Bởi vì xe hơi đó là xe hơi, còn chúng ta là chúng ta, đúng không ạ?
Không phải chúng ta ngủ ở trong nhà thờ, chúng ta nghe mục sư giảng ở trong nhà thờ là tự nhiên chúng ta trở thành chiên của Chúa. Không, chúng ta phải tiếp nhận Chúa một cách chân thành và cá nhân thì chúng ta mới trở thành chiên của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ước ao rằng buổi tối hôm nay sẽ có những thanh niên trẻ tuổi hoặc là những cháu nhỏ, chúng ta cũng sẽ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus một cách chân thành và trong lòng của mình. Tiếp nhận Chúa một cách cá nhân anh chị em, thì chúng ta sẽ được cứu và linh hồn của chúng ta sẽ không bị hư mất nhưng mà được sự sống đời đời trong danh của Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Và ước ao rằng anh chị em chúng ta sẽ được mạnh mẽ ở trong đức tin để tiếp tục đi theo Chúa. Bởi vì biết rằng là chúng ta có Chúa, cuộc đời của chúng ta sẽ sống mãi, chúng ta không bao giờ chết cả. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Chết không phải là hết, nhưng mà chết đó là một sự chuyển tiếp để chúng ta được sống một cuộc sống đời đời viên mãn với Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ của chúng ta. Quý vị đã hết sợ chết chưa? Khi tôi còn trẻ tôi chưa biết những điều này, quý vị, tôi rất là sợ chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng từ khi mà tôi biết lời của Chúa thì tôi không còn sợ chết nữa. Không phải là tôi trở thành một người liều mạng, nhưng mà tôi trở thành một người hiểu biết và có một cái phương hướng sống mới. Ở trong Hebrew đoạn số 2 câu số 14 và 15, lời của Chúa nói rằng là: vậy thì vì con cái có phần về thịt và huyết nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Có những người họ không biết sao cái chết nó sẽ là cái gì và họ cứ sợ hãi ở trong cái sự chết như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu đã đến để giải phóng chúng ta ra khỏi những sự sợ hãi sự chết đó, và chúng ta được sống một đời sống tự do, không có sợ hãi, và chúng ta có một hướng đi, có một phương hướng, mục đích sống cho cuộc đời của chúng ta trên đất này. Cảm ơn Chúa. Và hãy sống xứng đáng với sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Jesus Christ ở trên đời sống của chúng ta. Amen. Và ước ao rằng mỗi người thành viên ở trong hội thánh của chúng ta sẽ đem nhiều người trở lại với Chúa trong đợt Giáng sinh sắp tới, để chúng ta sẽ thấy được Chúa sẽ hài lòng về đời sống tin kính Chúa của chúng ta, và chúng ta được kết quả cho Chúa cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng nhớ đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc sứ điệp buổi chiều hôm nay. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng cuộc đời của chúng con sống ở trên đất này tuy ngắn ngủi nhưng mà nó có một giá trị, có một mục đích mà Chúa đặt để cho đời sống của chúng con. Chúng con không phải chết là hết, nhưng mà cuộc đời của chúng con có một công việc, có một chương trình, có một ý muốn của Chúa đặt để chúng con có thể hoàn tất điều đó. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ngày cho chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con. Lạy Chúa, chúng con biết rằng là chúng con phải tin Chúa, chúng con phải thờ phượng Ngài và làm theo các điều răn của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống theo đúng ý muốn của Chúa, để chúng con không sống theo ý riêng của chúng con, nhưng mà chúng con sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Chúa Giêsu ơi, Ngài biết được tấm lòng ai thuộc về Ngài ở trong nhà của Chúa. Nếu có anh chị em nào chúng con chưa tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống cá nhân của mình, xin Chúa Ngài cho họ qua sứ điệp buổi chiều nay họ sẽ thật sự nghiêm túc để quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống mình vào lòng. Và Chúa ơi, chúng con trình dâng tất cả anh chị em con dân sự của Chúa trong bàn tay của Ngài. Xin Chúa Ngài thăm viếng và Ngài đổ đầy ơn điển sức mạnh của Ngài cho mọi chúng con, để những ai chúng con đang chịu khổ vì cớ danh Chúa, chúng con đang phải đối diện với những sự khó khăn nghèo thiếu về mặt vật chất, lạy Chúa, xin Chúa thăm viếng chúng con. Xin Chúa Ngài ban phước cho cuộc đời chúng con, để chúng con được nhìn thấy sự tiếp trợ và tốt lành của Ngài trên đời sống của chúng con. Có thể chúng con sẽ chấp nhận trả giá như là Lazarus, nhưng mà chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài đừng để chúng con phải bị kiệt quệ mà ô danh Chúa, nhưng xin Chúa Ngài mở đường cho chúng con. Những anh chị em nào chúng con đang phải đối diện với những nợ nần, những gánh nặng, những khó khăn về tài chính, xin Chúa mở đường cho anh chị em con, để chúng con sẽ nhìn thấy được ơn của Chúa cho đất cải sống này và chúng con không ngã lòng. Cảm ơn Chúa, chúng con tin rằng khi chúng con còn sống thì chúng con vẫn sẽ thấy được ơn của Chúa, chứ không phải là chúng con chết rồi chúng con mới thấy được ơn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, Ngài luôn tốt lành cho đời sống của chúng con. Xin Chúa ban phước cho mỗi người chúng con như sự khỏe mạnh ở trong phần xác và được thánh vượng ở trong phần linh hồn. Được, còn cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa Giêsu, Ngài chính là cứu Chúa của linh hồn chúng con. Xin Chúa ban phước cho ông bà chị em con, mỗi gia đình, mỗi một con cái Chúa, mỗi một tín hữu chúng con sẽ nhận được phước hạnh của Ngài, quyền năng, sự vui mừng, ân điển, bình an của Ngài đầy dẫy ở bên trong mỗi người chúng con sau khi chúng con rời khỏi đây. Còn cảm ơn Cha và chúng con cùng nhau hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý mài chèm. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.